Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop, tiếp tục series về những nội dung mạng IP cơ bản. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một chủ đề mới khá gần gũi nhưng cũng vô cùng quan trọng trong thời đại kết nối Internet ngày nay, đó chính là IPv6. Như chúng ta đều biết thì tất cả các thiết bị kết nối Internet trên thế giới này đều phải cần đến một địa chỉ IP để hoạt động. Tuy nhiên, với sự phát triển bùng nổ của số lượng người dùng Internet hiện nay, mỗi chúng ta đều có thể sở hữu cho mình một chiếc điện thoại hay là laptop. Hạ tầng phát triển về các thiết bị mạng như router, switch, server cũng tăng lên không ngừng. Do đó, về lâu dài thì IPv4 không còn đáp ứng được yêu cầu về số lượng địa chỉ có thể cung cấp. Để giải quyết vấn đề này, thế hệ tiếp theo của giao thức IP đã được ra đời, đó chính là IPv6. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về địa chỉ IPv6, so sánh sự khác biệt cũng như là ưu nhược điểm giữa IPv4 và IPv6 nhé. Video của chúng ta sẽ bao gồm 4 phần là tổng quan về IPv6, các loại địa chỉ IPv6, ưu và nhược điểm và cuối cùng là so sánh chi tiết IPv4 và IPv6. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi vào phần 1 của video. Điểm qua một chút về khái niệm thì IPv6 hay Internet Protocol Version 6 là thế hệ tiếp theo của IPv4. IPv6 là một chuỗi ký tự hexa bao gồm cả chữ và số được gán cho mỗi giao diện mạng của các thiết bị đầu cuối hoặc các bộ định tuyến, chuyển mạch, tường lửa, v.v. để chúng kết nối được với nhau trong mạng nội bộ hoặc trên Internet. IPv6 được phát triển vào những năm 1990 bởi tổ chức chuyên trách về kỹ thuật liên mạng viết tắt là IETF nhằm giải quyết tình trạng dần cạn kiệt của địa chỉ IPv4 do sự bùng nổ của số lượng người dùng Internet và tiến tới thay thế IPv4. Nếu như IPv4 sử dụng 32 bit nhị phân thì IPv6 sử dụng tới 128 bit, do đó số địa chỉ được tạo ra từ bộ số này cũng lớn hơn rất nhiều so với IPv4. Với IPv4 thì chúng ta có thể tạo ra khoảng 4,3 tỷ địa chỉ, còn với IPv6 là 2 mũ 128 địa chỉ, đây là một con số vô cùng lớn. Do đó IPv6 gần như sẽ không bị cạn kiệt địa chỉ như là IPv4 trong tương lai. 128 bit của IPv6 lại được chia thành 8 nhóm với mỗi nhóm có 4 chữ số thập lục phân và mỗi nhóm được phân cách nhau bằng dấu 2 chấm. Địa chỉ IPv6 cũng được chia làm 2 phần. 64 bit đầu đại diện cho prefix được dùng xác định cái giao diện hay là interface thuộc về mạng nào và định tuyến đường đi cho gói tin. Trong đó 48 bit đầu gọi là Global Routing Prefix được nhà cung cấp dịch vụ ISP chỉ định cho mỗi cơ quan, tổ chức. 16 bit sau là Subnet ID. Đây là không gian địa chỉ mà mỗi tổ chức tự mình quản lý, cấp phát và định tuyến bên trong mạng nội bộ của mình. 64 bit cuối đại diện cho các giao diện mạng, interface dùng để xác định thiết bị nào đang kết nối trong mạng. Lưu ý là địa chỉ IPv6 còn có thể được rút gọn theo cách cơ bản như sau. Thứ nhất là những số 0 ở đầu mỗi nhóm có thể được lược bỏ. Ví dụ với địa chỉ như sau. Khi áp dụng quy tắc, địa chỉ được rút gọn thành. Thứ hai là những nhóm có số 0 liên tiếp có thể lược bỏ hoàn toàn và thay thế bằng dấu 2.2. Lưu ý là chỉ có thể áp dụng một lần với một địa chỉ thôi nhé. Ví dụ với địa chỉ như thế này. Ta có thể rút gọn lại như sau. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu IPv6 có những loại nào nhé. IPv6 có 3 dạng địa chỉ là Unicast, Multicast và Anycast. Địa chỉ Broadcast trong IPv4 thì đã được loại bỏ và được đảm nhiệm luôn bởi địa chỉ Multicast trong IPv6. Đầu tiên là địa chỉ Unicast. Đây là địa chỉ được gán cho mỗi giao diện mạng, giúp xác định thiết bị duy nhất trong một phân đoạn mạng. Các gói tin được gửi từ các thiết bị mạng sẽ chỉ gửi đến một thiết bị khác duy nhất trong cùng phân đoạn mạng đó. Địa chỉ Unicast gồm có 4 loại khác nhau là Global Unicast, Link Local, Site Local và Unique Local. Global Unicast thì tương tự như địa chỉ Public của IPv4. Đây là loại địa chỉ được quản lý bởi các ISP và cho phép truy cập rộng rãi trên mạng Internet. Trong đó 3 bit đầu được quy định là 001, do đó prefix sẽ có dạng là 2000.2.3. Địa chỉ link local được tự sinh ra dựa trên địa chỉ MAC của giao diện mạng một cách ngẫu nhiên hoặc dựa theo tiêu chuẩn EOI64 và được gán tự động trên mỗi giao diện mạng của host. Tiêu chuẩn này được đề cập trong RFC2373, các bạn có thể tìm kiếm trên Google để tìm hiểu thêm nhé. Địa chỉ link local luôn có cấu trúc prefix là FE80.2 với prefix LAN là 10, dùng để giao tiếp giữa các thiết bị trong cùng một subnet. Các địa chỉ này không thể định tuyến, do đó router cũng không thể chuyển tiếp các gói tin có địa chỉ link local tới một mạng khác. Tiếp theo là site local. Trong thời kỳ đầu thì địa chỉ này được thiết kế để sử dụng trong một mạng nội bộ, tương tự như địa chỉ private của IPv4, với cấu trúc prefix là FEC0.2,
Prefix length cũng là 10, tuy nhiên ngày nay loại địa chỉ này đã bị hủy bỏ do mục đích sử dụng không có tính thực tế và dễ bị xung đột do trùng lặp khi định tuyến giữa các site. Cuối cùng là Unique Local. Đây là địa chỉ được sử dụng để thay thế cho địa chỉ site local và chỉ được sử dụng trong một mạng nội bộ nhưng có tính duy nhất, không bị trùng lặp. Địa chỉ này có cấu trúc prefix là SC00.2.2.7. 7 bit đầu tiên của nó được cố định là 1111110. Tuy nhiên bit thứ 8 của nó còn được gọi là bit L, hiện nay chỉ được quy định giá trị bằng 1. Do đó trong thực tế địa chỉ Unique Local thường có dạng FD00.2.2.7. Dạng thứ hai là địa chỉ Multicast. Địa chỉ này định danh nhiều giao diện được dùng để chuyển gói tin đến các host trong một nhóm được quy định trước. Multicast được áp dụng trong một số ứng dụng như IPTV, hội nghị truyền hình hoặc trao đổi thông tin của một số giao thức mạng. Địa chỉ Multicast không được sử dụng làm địa chỉ nguồn mà chỉ có thể dùng làm địa chỉ đích. Cấu trúc của địa chỉ Multicast trong IPv6 luôn bắt đầu bằng 8 bit một prefix và có dạng là FF. Dạng thứ ba là địa chỉ Anycast. Đây là một dạng địa chỉ hoàn toàn mới trong IPv6, cũng được sử dụng để định danh cho nhiều giao diện và không dùng làm địa chỉ nguồn. Điểm khác biệt chính là trong một nhóm các thiết bị, nó sẽ chỉ gửi các gói tin đến thiết bị gần nhất theo chính sách định tuyến thay vì tất cả các thiết bị như là Multicast. Một điểm nữa là địa chỉ Anycast được phân bổ từ không gian địa chỉ của Unicast nên về mặt cấu trúc, hai địa chỉ này không có sự khác nhau. Khi một địa chỉ Unicast được gắn đồng thời cho nhiều giao diện thì nó sẽ trở thành địa chỉ Anycast. Ngày nay thì Anycast được ứng dụng phổ biến trong việc xác định một tập các router thuộc về ISP nào. Trong phần tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đi phân tích ưu và nhược điểm của IPv6 để xem là việc sử dụng loại IP này có ý nghĩa như thế nào trong thời đại ngày nay nhé. Trước hết là ưu điểm. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của người dùng Internet trên toàn thế giới, việc sử dụng IPv6 thay thế cho IPv4 mang lại rất nhiều những ưu điểm như sau. Đầu tiên là mở rộng số lượng địa chỉ. Ưu điểm lớn nhất của IPv6 chính là làm tăng không gian địa chỉ lên gấp hàng tỷ lần so với IPv4. Điều đó có nghĩa là với sự gia tăng của số lượng người dùng và thiết bị trong tương lai thì sự khan hiếm địa chỉ không còn là một vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt là các thiết bị mạng, IoT hoặc cảm biến đang ngày càng phát triển như ngày nay. Tiếp theo là cải thiện hiệu suất. Thứ nhất là cấu trúc tiêu đề hay còn gọi là header của IPv6 đơn giản hơn IPv4 với 8 trường, còn IPv4 là 13 trường. Điều này giúp giảm thiểu sự phức tạp trong quá trình xử lý gói tin và tăng hiệu suất. Thứ hai là việc sử dụng NAT trong IPv6 đã không còn cần thiết bởi vì không gian địa chỉ của IPv6 gần như không giới hạn. Mỗi thiết bị kết nối trên Internet đều được gán một địa chỉ duy nhất. Điều này giúp loại bỏ độ trễ do NAT gây ra. Tiếp theo là tự động gán địa chỉ. Với IPv6 thì việc gán địa chỉ thủ công cho các giao diện mạng có thể được tự động hóa bởi cơ chế SLAAC hoặc DHCPv6. Với các thiết bị như máy tính, smartphone, SLAAC được kích hoạt sẵn và các giao diện trên các thiết bị này có thể tự tạo ra địa chỉ IPv6 mà không cần nhập tay hoặc nhận từ một DHCP server. Với DHCPv6 thì cũng tương tự như DHCPv4, máy host có thể nhận IPv6 từ DHCP server và kèm theo các thông tin như là DNS, NTP, v.v. Cuối cùng là tính bảo mật tốt hơn. IPv6 được bắt buộc tích hợp giao thức bảo mật IPsec, cho phép giao tiếp dữ liệu qua IPv6 được mã hóa và xác thực, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công như là nghe lén hay là giả mạo. Bên cạnh những ưu điểm vượt trội thì IPv6 ngày nay vẫn còn tồn tại một số nhược điểm như sau. Thứ nhất là tính phổ biến chưa cao. Ngày nay IPv6 mới chỉ được triển khai nhiều trên mạng WAN bởi các nhà cung cấp dịch vụ ISP. Đối với các mạng nội bộ chủ yếu vẫn còn sử dụng IPv4 do tính chất quy mô và độ khả dụng trong triển khai. Tiếp theo là về khả năng tương thích, thì việc sử dụng IPv6 hoặc sử dụng đồng thời cả IPv4 và IPv6 yêu cầu hệ thống cần phải hỗ trợ. Một số các thiết bị hoặc phần mềm cũ có thể chưa hỗ trợ IPv6 gây ra khó khăn trong quá trình chuyển đổi. Việc triển khai và cấu hình IPv6 có thể phức tạp hơn so với IPv4 do phải đưa vào các khái niệm và tính năng mới. Điều này có thể làm tăng chi phí và đòi hỏi phải đào tạo thêm cho quản trị viên mạng. Ngoài những nguyên nhân kỹ thuật thì nhược điểm khác của IPv6 chính là khó ghi nhớ để sử dụng hơn là IPv4. Điều này có thể khiến chúng ta mất thời gian hơn trong việc quản trị các thiết bị mạng. Và sau khi đã phân tích các đặc điểm cũng như là ưu nhược điểm của IPv6 thì chúng ta hãy cùng tổng kết lại trong việc so sánh IPv4 và IPv6 để có cái nhìn toàn diện nhất nhé. Từ những đặc điểm nêu trên thì chúng ta có thể rút ra những sự khác biệt giữa IPv4 và IPv6 trong bảng sau, được thể hiện qua các tiêu chí về kích thước, độ dài tiêu đề, tổng số địa chỉ, gán địa chỉ, bảo mật, NAT, VLSM, các loại địa chỉ, kích thước gói tin tối thiểu,
và các giao thức định tuyến hỗ trợ như mình đã show trên đây. Tổng kết lại thì IPv6 là thế hệ giao thức Internet mang đến một không gian địa chỉ vô cùng rộng lớn, khắc phục hoàn toàn hạn chế về số lượng địa chỉ của IPv4. Với những ưu điểm vượt trội như khả năng mở rộng, tính bảo mật cao và cấu trúc đơn giản, IPv6 đang dần trở thành tiêu chuẩn mới cho mạng Internet. Do đó mà việc chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 là một quá trình tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng tăng của xã hội và đảm bảo sự phát triển bền vững của Internet trong tương lai. Trên đây là toàn bộ video giới thiệu về IPv6 của ZenTT Shop. Nếu các bạn có thắc mắc cần giải đáp thì có thể để lại comment bên dưới để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.